trên đường đá ấy, người ta sẽ hô thả ba đường dưới nước, thì lúc đó bỏ phanh, sông neo tự do, sông neo tự do nhá. Để ý quan sát cái mắt béo, mắt béo quan sát cái mắt béo xem nó ra được ba đường. Khi mà nhìn thấy ba đường nó sẽ xuống dưới nước rồi, không nhìn thấy cái mắt béo trên mặt bong này nữa, nó lại sẽ ba đường dưới nước. Thì lúc đấy phanh chặt vào đấy, phanh chặt xong sập con dao kia xuống, đậy cái nắp đậy nổ neo, nó quy trình thả neo. Mỗi cái mắt béo nó là còn mỗi một cái đường nỉm đấy, là nó tùy theo, không cứ gì là tàu này, không cứ gì là bắt buộc 25 mét là 25 mét, có tàu nó còn hơn. Còn cái cách phân biệt đường nỉm ấy là khoảng cách đường nỉm nọ tới đường nỉm kia nó được phân biệt bằng cái mắt béo và được đánh dấu bằng cái tấm inox. Bên này có thấy đúng không? Lấy thứ ba là cách ba mắt con đây, ba đây. Giữa đường nỉm nọ đến đường nỉm kia là được phân biệt bằng cái mắt béo, một cái mắt béo, và tính cái là được bao nhiêu đường nỉm thì sẽ tính bằng đánh dấu bằng cái tấm inox đấy. Nếu mà ba mắt thì nó là ba đường, hai đường hai mắt này thì nó sẽ là hai đường đấy. Và dưới này cũng thế, hay là được đánh dấu bằng hai đường ba, ba đường nỉm dưới nước đấy. Đây là ba đường trên bong, như này là ba đường trên bong, còn cái mắt béo này nó sẽ chui xuống dưới cái nông leo này thì nó sẽ là ba đường dưới nước. Chui qua khỏi nắp là bắt đầu chui qua cái này xuống dưới chui khúc nữa. Cứ cho xuống ra đây, không nhìn cái mắt béo, mình không thấy cái mắt béo thứ ba là dưới nước cho nó ra ngoài này, nó xuống mặt nước kia thì nó là ba đường dưới nước. À, hiểu rồi, ba đường trên bên. Còn thấy trên đây tức là gọi là trên bong, mà xuống dưới nước gọi là dưới nước. Ba đường dưới nam, ba đường dưới nước mà. Trước khi thả neo là phải chuẩn bị neo, là cho neo xuống đây nhá, cho neo xuống gần mặt nước. Chứ đừng có để nguyên như này mà thả một phát là khả năng đứt neo. Đứt neo khởi qua vào tàu nữa chứ, đúng thà. Còn cái neo này là cho khi gãy xẻ thì có sao dùng ha? Neo này neo dự trữ. Khi nào mà mình thay á, khi mà mình không còn hai mình thay lắp ép vô mà nặng quá, không có cẩu nữa là làm tới sao đây. Cô bơ. Cái gì? Dù như đang dưới biển sao? Cô bơ hoặc là giờ lọc nhờ có khác có cẩu đó. Dưới biển lâu 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 ở dưới đây nè. Như tờ khác có cẩu thôi. Dùng tăng đơ mà kéo nó ra thôi. Tăng đơ. Nhưng mà cái này thì nói chung là cũng chưa gặp đến. Chưa gặp nó bao giờ. Ít khi rụng neo lắm. Không rụng thì có rụng mà ít nhiều. Mắc một đá ngầm nó chặt neo rồi. Trường hợp mà nó ấy bắt buộc là bỏ neo thì đâu phải bỏ đây được. Xuống hầm lĩnh không? Khi mà muốn bỏ neo á, cắt neo bỏ thì đâu phải nào cắt trên đây được. Cắt nó cắt neo á? Ừ, chỉ có khẳng cấp không? Đặc biệt ở đấy, dưới kho bo sun của anh là sẽ có hai cái van của hai hầm nỉ đấy, ở dưới đấy nếu mà trong trường hợp mà bị mắc vào đá ngầm thì là xoáy cái van đấy ra thì đường nỉ nó sẽ tự động chạy ra, là bỏ luôn đi, là bỏ luôn dưới hầm vô sung là không quá chắc van nhiều van. Hôm qua vô thấy các cái van, cái đường ống đấy là của bọn thằng máy tư con thể nó rửa neo rửa neo anh, con thể neo nước rửa neo.